Xin chào các bạn, mình là Kenvi và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Camtasia. Ở trên phần mềm này thì có rất là nhiều những cái mục. Thứ nhất là phần media, mọi người có thể import, nhấn chuột phải để import file media, tức là sử dụng những cái file ví dụ như ảnh này, icon này, hoặc là intro, outro, cũng như là cái file mà mình cần xử lý. Ở đây thì mình sẽ import lên đây sẵn rồi. Từ đó mọi người có thể sử dụng những cái file này để kéo xuống. Giả sử như ở đây tôi có một file, tôi sẽ kéo xuống thanh làm việc ở bên dưới, và ở đây nó có hiện đó là có nên là để cái project của mình là 30 fps không. Đây là tốc độ khung hình, tức là 30 khung hình trên giây. Thì ngoài ra thì mình có thể convert lên cái tốc độ khung hình là 60 fps trên giây. Thì thực ra clip của mình thì nó là ở dạng 60 fps trên giây, thì mọi người sẽ để là fps 60 thì nhìn nó sẽ mượt hơn. Và đây là phần outro của mình, thì mình đã làm rồi, nó rất là ổn. Và tiếp theo đó thì các bạn muốn cái file này, tức là các bạn muốn cái file này nó thuộc tính của nó để xuất ra là cái chất lượng nó giống như bản gốc mà của mình, thì mọi người có thể là xem cái thư mục bản gốc của nó. Giả sử như đây là cái file outro của mình thì mọi người có thể ấn chuột phải, ấn vào thuộc tính. Thì ở đây mọi người ấn vào chi tiết này, phần này mọi người sẽ có thể là thấy được cái file của mình chất lượng là gì. Thứ nhất là nó có chất lượng là 1920 nhưng 080. Ở đây là data rate là vào 27.000 cơ. Cho nên là cái thời gian mà xuất ra mọi người nên để là 27.000 tới ngưỡng là 28.000 KB trên giây. Tức là để khoảng đó thì mới có thể là xuất ra được cái video của mình chất lượng y như bản gốc, y như cái file mà mình quay, và frame của nó đó là 60 khung hình trên giây đây. Và tương tự như vậy ở dưới này, bitrate của nó cũng là 90, channel là 2, audio là 44 kb trên giây. Ngoài ra thì có file là 48 nữa. Và đây là những một số cái thông số mà mọi người có thể là nhìn thấy của cái video gốc. Ở đây thì mình đã import lên file đây rồi. Và tiếp theo đó là mọi người muốn sử dụng một cái file khác để có thể là xóa phông cũng như là đem thêm một số cái những cái hiệu ứng vào, ví dụ như là intro mở màn. Ở đây thì mình sẽ kéo xuống này, thì cái thanh màu xanh thì nó sẽ mở được cái file này ra. Thì ở những cái video MV ca nhạc ấy, thì họ rất là dễ sử dụng cái file này. Thực ra đây là cả hai cái nền đen có hiệu ứng là đi lên trên và đi xuống dưới cùng một lúc, và ở giữa là nền xanh. Nền xanh thì chúng ta có thể là xóa phông vào mode, vào visual effect, và mọi người ấn remove and color, kéo xuống và sử dụng thôi. Thì khi đó là mọi người được cái file này. Nhưng mà ở đây mọi người phóng to có thể nhìn thấy là nó có cái đường kẻ màu xanh. Khi đó mọi người có thể kéo nó dịch lên một chút để nó mất cái đường kẻ màu xanh nhé. Kéo cái thông số color, tức là màu, tức là xóa phông màu xanh ở đây, ấn color thì nó hết cái viền màu xanh ở trên này, mọi người có thể nhìn thấy. Nó ấn play thì nó rất là đơn giản thôi ở đây. Ngoài ra thì mọi người có thể xóa phông, ví dụ một cái mình để ví dụ một cái phông khác đi. Giả sử như ở đây là mình cho cái một cái hiệu ứng hoa đào vào chẳng hạn. Ở đây thì mình sẽ cắt lấy một đoạn thôi. Đây là cái thanh công cụ cắt nhé, mọi người chỉ cần ấn tích vào thôi. Và mình sẽ xóa phần này đi cho nó nhẹ máy. Tiếp theo là sẽ sử dụng cái file này. Mọi người sẽ kéo nó rộng ra để cho nó hết khung hình. Ở đây thì là đang khung hình là có cái màu đen, mà mình muốn lấy được những cái cánh hoa hồng nó rơi ở trên này cũng sử dụng công cụ xóa phông, đó là remove color. Nhưng mà tiếp theo mọi người chọn vào đây, mọi người cần tích vào màu màu mà mọi người cần xóa phông, tức là màu đen này. Trong khi đó mọi người sẽ chỉnh những cái thông số ở đây làm sao để mà cái hiệu ứng hoa đào nó là đẹp nhất. Giả sử như mình sẽ chỉnh một số cái thông số ở trên cái thanh thước này. Ví dụ color mình chọn là màu đen rồi, thế là xóa sự phông màu đen vậy. Trên này luôn. Cũng bởi vì lý do là phần mềm này nó rất là nhẹ, cũng như là
xuất ra file nó rất là nhanh, cho nên mình sẽ hướng dẫn mọi người cái phần mềm này. Phần mềm này cũng rất là nhẹ, khoảng tầm độ 2 đến 300 MB gì đó thôi. Ở đây thì có những cái công cụ như là chỉnh sửa màu, có hai cái này là chỉnh sửa màu. Ngoài ra các bạn có thể là sử dụng cái công cụ, nó là công cụ CC. CC này thực ra là cái công cụ này là công cụ tức là để sắp ở bên dưới cái video. Ví dụ như là có những cái file text chẳng hạn, mọi người có thể gõ vào đây. Gõ vào đây dòng bao nhiêu path text này đấy. Enter text. Giả sử mình enter vài cái đi. Đó. Để xem hiệu ứng nó như nào nhé. Thì đây mình kéo lên cho mọi người xem nhé. Đây thì thực ra là cái file text của nó sẽ chạy trên đây thôi, nó chạy, nó sắp ở bên dưới cái clip của mình đó. Cái này thì mọi người cũng có thể chỉnh màu này, ở đây có thể chỉnh được cái màu của file text. Người kích vào đây, đây là những cái phông mà mọi người cần này, những cái opacity của nó, ví dụ mọi người nền đen của nó này, nền đen của nó mọi người nên là ví dụ chữ trắng hoặc là phông chữ to ra lớn lên. Nền đen thì mình để 0% chẳng hạn, để 0% thì cái chữ màu text của nó sẽ đẹp hơn. Đây là cách sắp video nhé. Nó thì ở đây, ngoài ra mọi người cũng có thể thay đổi kích thước ở trên cái file này bằng cách giữ ở đây ấn chuột phải để thay đổi kích thước file, đó là Pro Setting. Trong Pro Setting này thì có rất là nhiều kích thước, ngoài ra các bạn có thể tự tùy chọn, custom là tùy chọn. Các bạn có thể chỉnh sửa những cái thông số này lên tới 4K và xuất được video ra 4K. Và ở đây là những cái thông số dành cho một số hãng như là iPhone 5, 6 và iPad, iPad Air cũng như là một số dòng máy khác nữa. Bên cạnh đó thì cái phần mềm này mọi người có thể là những cái hiệu ứng chữ. Ở đây thì một số hiệu ứng chữ nhảy chẳng hạn. Mình sẽ xóa cái file này đi và mình sẽ gõ tạm một file text bằng cách là thêm file text ở đây. Giả sử như là đây, mình sẽ thêm một cái file text chẳng hạn và sẽ cho mọi người nhìn thấy cái hiệu ứng chữ của nó. Ở đây thì mình sẽ gõ tạm đây vài chữ thôi. Hay mình sẽ kéo ra và cho nó về phần đầu đi. Đây, cho nó về phần đầu mọi người nhìn nó dễ. Và cái file này tức là cái file những cái hiệu ứng của chữ bay ra bay vào, mình kéo hiệu ứng xuống này. Mình kéo hiệu ứng xuống thì nó lên. Và mình có thể xóa cái file này đi. Và có thể đổi màu cho màu nền cho nó. Pro setting rồi mình đã đổi màu nền cho nó là màu hồng chẳng hạn. Hơi hồng hồng sáng một chút để mọi người có thể là dễ nhìn. Apply để lưu lại. Những file text này mọi người có thể để chữ nó nhảy. Đây. Để những cái hiệu ứng chữ nhảy sẽ nhảy nhảy. Thời gian thì mọi người chỉ chỉnh ở during này. Chỉnh thời gian giây này, nói chung là những cái này kéo thì mọi người sẽ nhìn thấy được cái hiệu ứng của nó sẽ là gì ở trên cái file này. Ngoài ra mọi người có thể là ghi âm cũng như là thêm cái phần âm thanh của mình vào dưới cái video. Ở đây thì có cái công cụ đó là di theo con trỏ chuột. Thì cái file này chỉ có thể là sử dụng trên cái phần mềm Camtasia này, đó là Recode, thì tức là ghi lại những cái thao tác chuột mà các bạn làm cái clip mà muốn hướng dẫn cái gì đó, thì nó sẽ cho cái hình đó là cái con trỏ chuột nó sẽ đi theo, thì sử dụng cái công cụ là effect này. Mọi người kích chuột thì nó sẽ màu gì thì nó ở khu vực này, ví dụ kích lên nó màu đỏ, màu vàng, nó hướng dẫn cái nút kích chuột thôi. Đây là công cụ cũng như là xuất hiện những cái hình ảnh chuyển tiếp như mình để chuột ở đây thì chuột bốn mũi tên, thì mọi người có thể nhìn thấy là những cái file chuyển tiếp, giả sử như ở đây là có một cái ảnh thì nó sẽ chuyển tiếp sang một cái file khác. Đây là giống như là next ấy, hoặc là những cái hiệu ứng sẽ sang trang mới, tức là một cái clip mà ghép giữa đoạn ấy, thì nếu mà khi mà nó qua nó chưa được mượt ấy, thì
nên sử dụng những cái hiệu ứng này. Ngoài ra trong Line Brazil thì cũng có, tức là trong thư viện này thì cũng có intro, tức là cái đầu vào nó khoảng mấy giây thôi chẳng hạn. Intro thì ở đây, nó khi nó vào thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Ở đây thì mọi người có thể thay được cái logo cho nó. Nhưng mà theo mình thì các bạn nên sử dụng những cái intro mà các bạn tự sáng tạo ra thì nó sẽ đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể thay logo ở đây nhé. Đây, bạn có thể thay logo import file, và có thể là chọn một cái file logo bất kỳ, giả sử như mình ở đây mình chọn một cái ảnh chẳng hạn, thì đấy nó sẽ xuất hiện cái hình ảnh này luôn. Đây là cái icon nó. Mình sẽ play một đoạn cho mọi người xem. Khi đó thì nó sẽ xuất hiện cái file này, và chính là cái logo video của mình, để mọi người có thể là như là marketing thì gọi là nhận diện thương hiệu, và nó sẽ cho giúp cho khán giả mình xem nó lâu hơn, hoặc là nhận biết được cái thương hiệu của mình, cũng như là cái tên, cái channel, cái kênh của mình, và sau này người ta muốn tìm kiếm tới thì người ta sẽ nhớ cái hình ảnh ấy, và người ta sẽ nhớ đến cái tên đó để tìm kiếm tới trang của mình và xem. Ở đây thì mọi người cũng có thể thêm text vào, ví dụ chỉ vào người đó đang làm gì, thì cũng công cụ cũng như vậy thôi, kéo xuống và chỉ text thôi. Ở đây mình sẽ di chuột ra đây cho mọi người xem. Giả sử như là hình này là 4 ô vuông chẳng hạn, đây mọi người cũng chỉnh sửa được cái này nhá, giữ chuột đây, kéo này, nó chấm 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 ở gần này. Ví dụ đây là đang cái hình gì, ở đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người luôn là ví dụ như là cái file xóa logo chẳng hạn. Cách để xóa logo chẳng hạn. Ở đây cách để che logo đi chẳng hạn. Thì mọi người sẽ chọn vào công cụ này, công cụ bên trên này nhé. Ngoài ra công cụ giọt nước này này. Công cụ giọt nước này, công cụ để xóa những cái phần mà mọi người có thể là xóa phông, xóa chữ hoặc là mờ. Ở đây mọi người muốn đăng lấy một cái clip khác để xóa chữ chẳng hạn, thì ở đây thì như mọi người nhìn thấy là ở trên màn hình là nó đã xóa hầu hết những cái file text đi rồi. Đây mình có thể là kéo rộng ra để xóa được cái file text ở trên video, cũng như là che đi ví dụ như là bản quyền hoặc là những cái mà bạn không mong muốn khán giả nhìn thấy chẳng hạn, bạn có thể che đi. Ở đây các bạn có thể chỉnh opacity xuống thấp một chút. Chỉnh opacity thì mọi người nên kích vào cái file đấy thì chỉnh nhé, có thể là chỉnh luôn cả màu đấy. Ví dụ như mọi người, như file vừa rồi thì mình sẽ kích vào cái video thì nó chỉnh cái opacity của video này. Đây thì mình sẽ kích vào cái file blur, đây cũng chính là opacity đó, hơi mờ mờ thôi. Giả sử như thế này thì mọi người có thể là che không nhìn thấy, và cho nó đậm lên thì dường như đã không thấy rồi, hoặc là những cái file mà mọi người có thể là muốn dễ dàng muốn người ta nhìn thấy, còn những cái file khác mờ chẳng hạn, chỉ là những cái hiệu ứng trên này mình kéo ra thôi, hoặc là những cái file mà để che làm nhiễu nhiễu như này chẳng hạn, để che hết những cái phần text của phần chữ của mọi người đi. Khi đó nó sẽ có thể là cái này có thể chỉnh chỉnh được cái ô vuông này lên hoặc xuống này. Ở đây có thể chỉnh file nó mờ như này. Phản cảm thì mọi người có thể che, hoặc là những cái khán giả ở bên ngoài nhỏ tuổi không mong muốn xính bản quyền thì mọi người có thể che cái phần đó đi. Ở đây cũng có thêm những cái phần text, phần hiệu ứng này. Nếu mà mọi người sử dụng file correct thì chắc chắn một điều rằng không sử dụng được cái file này, dù máy của mình cấu hình khá là cao nhưng mà phần mềm nó vẫn bị đơ, bởi vì thường thường người Việt là muốn sử dụng free là chủ yếu. Ở đây thì cũng có những cái intro outro, nhưng phiên bản 2019 thì cũng có thể là cho mình một cái trang web để tải cái file đó xuống, nhưng mà phần lớn là những cái hiệu ứng mất phí, mọi người phải trả phí thì mới có thể tải được những cái hiệu ứng cũng như là những cái bài nhạc đổ về. Theo mình thì mọi nhạc ở trong cái file này mọi người cũng không nên sử dụng những cái nhạc ở trong cái file này, có thể là dính bản quyền nếu mà làm video. Các bạn có thể sử dụng
cái file này ở trên thư viện của YouTube. Mọi người check chữ thư viện nhạc của YouTube thì cái nhạc nó sẽ free, và cũng như là cái nhạc ở trên Facebook chẳng hạn, họ cung cấp cho mình free để mình làm video. Và các bạn nhớ tìm những cái bài nhạc nào hay, có thể là nhạc nhẹ thôi mọi người nhìn thấy, nhưng mà ở trong đây thì mình nghĩ là nếu có nhiều người dùng thì nó sau này vấn đề bản quyền nó sẽ dính bản quyền. Ngoài ra outro thì mọi người cũng có thể là outro như phần phim chẳng hạn, trôi như phần phim này. Ở đây thì cũng có nhưng mà mình muốn sẽ tự làm hơn. Mình đây là mình đã có sẵn một cái outro rồi, và mình sẽ xóa hiệu ứng lên cho các bạn xem. Thì cái này thì mình sử dụng Photoshop để có thể cắt được cái ảnh của mình ra, và cái file này là file outro trên YouTube, và mình muốn đưa cái thông tin đăng ký chợ ở đây chẳng hạn thì ở đây thì có background của cái video, đây có background của cái video cũng như là những cái thông tin ở bên này. Animation thì cũng là một cái dạng nói chung là làm hiệu ứng về text thì mình thấy nó hiệu quả hơn, giả sử như là miệt sắp chẳng hạn, hoặc là những cái hiệu ứng text khác. Ở đây thì mình cũng sẽ làm mẫu cho mọi người luôn, test thử luôn ở trên file cái clip của mình này. Mình sẽ đưa cái clip về đầu, text thì mình sẽ đợi lên. Đây là mình làm hướng dẫn làm chữ chạy luôn nhé, sẽ gõ thêm vài chữ nữa để cho nó nhiều file nhé. Nhấn enter Ctrl Z ở đây, kéo cái khoảng cách từ điểm A đến điểm B, điểm đầu đến điểm cuối, kéo nó rộng ra, dịch ra ngoài khỏi bản như thế này mà. Thử chạy xem cái file nó ok chưa. Đây là cách sắp chỉnh thời gian như chỉnh cái file text mình đi chuyển lưu trên đường thẳng. Đây mình sẽ để từ điểm A đến điểm B, file text nó cũng phải trên một hàng. Đây nó đang lên xuống, mọi người nhìn thấy chưa, nó đang lên xuống thì mọi người nên chỉnh lại. Khi mà xuất những cái video là cần kiểm tra như này. Ở đây thì mình sẽ kéo cái file này lên một chút để cho nó trùng đường kẻ. Thế ra thì ở đây điểm đầu và điểm cuối, mọi người kéo rạch đường kẻ đây nhé, có cái đường kẻ này là kéo thẳng đường kẻ đi thì cái file text của mình nó sẽ chính xác hơn. Để mình sử dụng công cụ cắt, cắt như thế. Và nhớ là cái file cuối mọi người nên để trên một đường thẳng và cùng những cái file này cùng nhé. Ở đây thì mình chỉ làm mẫu để xuất ra cái video nó thời gian nó. Đây mình xem cái tích này, kéo lại file đầu. Và cái hiệu ứng cực tùng mình sẽ xóa đây nhé, delete nó đây này, xóa luôn cái thanh đỏ đỏ này. Cực tùng kéo xuống, kéo cái này dịch ra xong. Ở đây thì là thực ra là file zoom ra zoom vào. Đó cùng dòng đó, đây do mình căn chỉnh thôi, dụ bao nhiêu text trên một dòng chẳng hạn. Thường thường mình thấy các bạn làm clip thì mình để ý là đọc text ở trên cái file của bạn đấy, đọc text thì tức là cái dòng có bao nhiêu dòng trên một cái hàng đấy. Giả sử như đây bạn quyền thuộc Kenvi Do Not Re-Upload chẳng hạn, đấy là khoảng tầm độ 8 đến 10 chữ một dòng, thì mọi người cũng nên là căn chỉnh cho thời gian 8 đến 10 chữ một dòng để hiển thị thôi, chứ còn dài quá thì chữ nó sẽ khập khiễng, cái cỡ chữ nó sẽ không bằng nhau. Đấy là những cái lưu ý trong khi làm video của các bạn, và cũng đơn giản thôi. Cách xuất file thì mọi người ấn vào Excel, ấn vào Local File và Next, mọi người nên chọn là MP4, MP4 nhé. Đây là kích thước file này, kích thước file này
Đây mình chọn custom. Custom là tùy chọn cái file của mình kích thước bao nhiêu bao nhiêu. Còn mọi người nên bỏ hết cái dấu tích ở đầu nhé, bởi vì nó sẽ xuất ra những cái file linh tinh nữa. Ví dụ như những cái file hình bánh răng cưa này, mình không biết là gì luôn. Nhưng mà mình xuất là cái cuối cùng nhất là mình cần được cái video. Thì ở trong này cái video setting đây là cái khoảng cái thời gian mà cái kích thước mà đầu ra của cái video này. Ngoài ra video setting thì trong đây mọi người nên để là bitrate, thì mọi người có thể kiểm tra được là bitrate của mình là 6.000, mà cái file đầu mình hướng dẫn đó là các bạn thao tác là profile nhìn là cái file của mình 32.000 cơ, thì mọi người chỉnh lên đây để giữ được cái chất lượng file gốc của nó tốt nhất. Ở đây thì tối thiểu là 20.000 thôi, cho nên kích thước nó vẫn bị giảm nhé. Nhưng mà thường thường bitrate của 1080 thì là 1080 nhân 1920 thì thường thường là từ 6.000 cho đến 9.000, còn 720 thì thường thường thấp hơn, từ 3.000 đến 6.000 thôi, khoảng khoảng đó. Và audio thì cũng như vậy, mọi người muốn được audio file gốc là bitrate của nó là bao nhiêu, mọi người chỉ chọn trong này. Ở đây thì mình cũng hướng dẫn các bạn thêm phần lọc âm nữa, đó là audio effect. Mình nói qua audio effect thì là một cái phần mềm, tức là một cái cũng là một cái xử lý mà ví dụ các bạn ở chỗ tiếng ồn chẳng hạn thì bạn sử dụng noise gate, các bạn kéo file, khi đó các bạn đã chỉnh các thông số ở trên này và các bạn sử dụng cái tai nghe của bạn ấn play để nghe xem là nó đã ổn chưa, nó những cái thông số này nó đã đạt cái độ không còn ồn nữa, như tiếng trời mưa, tiếng ở bên ngoài vào nó không còn ồn nữa thì mọi người sẽ sử dụng cái file này. Ngoài ra các bạn có thể tăng kích thước âm thanh lên, fade in fade out thì thường thường dành cho nhạc, ví dụ intro đầu vào thì hơi nhỏ nhỏ một chút, sau đó lên cao và đi liền mạch như này. Ngoài ra thì gần kết thúc video mọi người có thể cho cái fade outro vào để có thể là âm nhạc là ví dụ đang đến một cái mức cao rồi, muốn cái kết của nó nhẹ nhàng giảm dần âm lượng xuống thì sẽ sử dụng cái này. Ở đây thì có clip speed test, đó là tăng tốc độ video cũng như là slow motion. Sử dụng cái này cũng có thể làm slow motion. Do các bạn cắt thôi, ví dụ một đoạn ví dụ đang chạy nhanh mà muốn chạy chậm thì sử dụng cái này. Đang kích thước ví dụ cái đoạn đấy là đang chạy nhanh và sử dụng cái fade in fade out thì này. Đây là cũng là một những cái ý tưởng của các bạn đấy cho thêm vào cái clip này. Ở đây thì mình xem là đã hết những cái phần hướng dẫn rồi. Và cái này chỉ là cho thêm âm thanh mà thôi. Với phần mềm này cũng chỉ như vậy thôi. Có phần CC này thì mọi người có thể xuất file nhé. Xuất file và import cái file này. Speed text. Đây mọi người có thể chọn. Nhưng mà cái file này mình nghĩ là ở phần này thì cũng có thể là xuất được một cái file SRT, tức là cái file sắp ấy, cái file sắp riêng nó như là những cái file text mình để khoảng thời gian là bao nhiêu đến bao nhiêu, ví dụ từ điểm A đến điểm B đang nói là ví dụ là hôm qua em đi chơi thì nó sẽ xuất hiện cái thời khoảng cái câu text đấy ở trên cái clip của mình, thì cái này có thể sử dụng cho cái phần mềm, sử dụng cho cái kênh YouTube và kênh Facebook thì mình thấy là họ có những cái file tự động sắp luôn mà mình không cần phải sắp lại. Và có lẽ là clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.